sub sao ấy, kiểu như là thường quá vậy. Có rồi. Cái được 2 ngày tắt liền. Bên kia không có nữa. Thông não luôn á. Ai mà đang ngủ mà nghe cái này là nỗi khổ chị. Là nữa. Dạ luôn. Ờ muốn có lớn mình nói. Ừ, một con siêu phẩm. Đúng là nàng này.
thi phẩm lên đây. Thôi nó đi hả? Đó con tự đó mà thì đổ cho lòng cùng một tình. Thì để mùn tay qua bên kia rồi. Chị Xuyên nó bị trẻ. Đau nè. Từ từ đến chưa chứ. Xin lỗi. Chị Long nhân tay thiệt chứ. Bắn một cách kinh khủng. Bắn ngay cái mặt luôn. Bắn vào miệng lại đầm đầm như nước mắm. Hai bà thì đi cắt mỏ, cứ là nói chuyện cười.
hệ mà nó đứng nó bay mặt hệ người ta. Thò lỡ. Chị đời đi luôn. Ngoài việc cố tình bóp cho bay mặt hệ. Điện thoại nữa. Về đây xíu nữa là xong. Trời ơi, mệt quá. Mấy phút rồi hề? Mười mấy à? Mười phút. Mới mười phút rồi. Đi như ngôi rũ nữa, bàn toàn. Xin lấy em ra.